Thúy Hằng, Thủy Vy xin trân trọng chào đón quý vị đến với chương trình thuyhangshop.com qua số điện thoại là 714-331-4703 hoặc là quý vị có thể vào trong trang nhà www.thuyhangshop.com. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì quý vị thấy là partner của Thúy Hằng ngày hôm nay rất là xinh xắn, giống như một người ca sĩ rất là nổi tiếng. Thủy Vy biết ai không nè? Có biết mình giống ai không? Cái chuyện này thì chắc là Thủy Vy phải nhờ quý vị khán giả cũng như là chị Thúy Hằng chia sẻ với Thủy Vy. Đoán chưa có phải không? Đoán thì hồi nãy thì các anh kỹ thuật có nó chọc Thủy Vy là hình như là Lệ Quyên 2. Giống Lệ Quyên 2, có đúng không ạ? Mái tóc rất là sang ngày hôm nay. Nhưng mà Thúy Hằng cũng tin chắc rằng Thủy Vy cũng giống như Thúy Hằng, tất cả mọi người phụ nữ của chúng ta thì lúc nào cũng lo lắng, không những là lo về cái gương mặt mình ngày hôm nay như thế nào, thân hình mình như thế nào, gọi là nhức dáng nhì da, có phải không Thủy Vy? Thứ ba khuôn mặt. Đúng rồi, thì có lẽ là vào trong những cái ngày sắp tới thì để giữ một cái thân hình thon thả thì công ty High Limit có rất nhiều sản phẩm để cho phụ nữ chúng ta có thể giữ được một vòng eo thon thả. Chúng tôi có thuốc dáng, có kem tan mỡ, và đặc biệt thì ngày hôm nay quý vị cũng đã thấy trong những cái show trước thì có một cái loại trà rất là đặc biệt mà ngày hôm nay Thủy Vy cùng với Thúy Hằng muốn mổ xẻ ra, muốn phân tích ra ở trong nó có những cái gì mà đã giúp cho quý vị cũng giống Thúy Hằng và Thủy Vy có được một cái thân hình thon gọn như là ngày hôm nay, có phải không Thủy Vy? Vâng, cảm ơn chị Thúy Hằng. Và đúng vậy, thưa quý vị, theo như trào lưu ngày nay thì trên đường đến studio để mà làm show với chị Thúy Hằng ngày hôm nay thì Thủy Vy đã bắt gặp rất nhiều tea house mọc lên. Kính thưa quý vị, đó cũng là một cái phong trào mà người Việt nói riêng và mọi người trên thế giới nói chung lại bắt đầu thưởng thức trà. Đúng, và thích rồi. Uống trà. Và cũng chính vì lý do đó mà ngày hôm nay Thúy Hằng cùng với Thủy Vy sẽ gửi đến quý vị một cái loại trà rất là đặc biệt mà chị Thúy Hằng rất là mê say, chính là trà Charmin, kính thưa quý vị. Và vì sao trà Charmin là một trong những sản phẩm the best seller của thuyhangshop.com? Trước tiên đó phải nói đến những cái công dụng tuyệt vời. Đúng rồi. Và cái thứ hai là phải nói đến là cái sự công dụng và còn giúp cho chúng ta, làm cho chúng ta thư giãn nữa. Đó là hai cái yếu tố mà Thủy Vy rất là thích để mà chia sẻ với lại quý vị. Bây giờ đầu tiên mà cái yếu tố mà chắc chắn chị Thúy Hằng rất là quan tâm đó là yếu tố giảm cân. Và đúng giảm rồi. Cân như thế nào từ trà Charmin? Đúng rồi, cảm ơn Thủy Vy rất là nhiều. Thủy Vy đã nói qua về một cái loại Charmin Tea 30 gói trong một bao như thế này, với cái giá là 59 đồng quý vị, đến từ Nhật Bản. Và tại sao cái Charmin Tea này nó đặc biệt và đã được quý vị đã ủng hộ rất là nhiều trong thời gian qua thưa quý vị? Là vì nó rất là dễ, mỗi buổi tối thì chúng ta chỉ cần là chúng pha vào một cái ly nước và chúng với nước ấm đó Thủy Vy, và chúng ta uống vào mà thôi. Và quý vị cũng biết rằng đây là một cái loại trà, Thủy Hằng tin chắc là một số đông quý vị đã có trà này ở nhà của mình. Cái đặc biệt của nó, nếu mà quý vị để ý ở trên cái bao bì của nó có một gọi là một cái Silver Award mà cái công ty Charmin Tea của hãng này đã đạt được vào năm 2013 đó Thủy Vy. Vì họ đã bán kỷ lục ở bên Nhật Bản và đã giúp được rất là nhiều phụ nữ. Thứ nhất là giúp cho chúng ta có được vòng eo thon thả, đồng thời điều hòa máu huyết của chúng ta. Vì ở trong đây những cái thành phần đã được nghiên cứu từ những chuyên gia về diet thì họ thấy rằng tất cả những cái thành phần trong đây dược thảo nó giúp bổ ích cho cái cơ thể của mình, nó không có một cái phản ứng phụ, không có cái gì gọi là xấu vào cơ thể của chúng ta. Đó là điều bảo đảm, hoàn toàn là từ dược thảo. Thì Thúy Hằng thấy rằng, thưa quý vị, cái điều mà chúng ta ai cũng lo lắng hết, tất cứ một cái sản phẩm nào mà chúng ta uống vào trong người hay chúng ta ăn vào trong người thì chúng ta cũng cần biết là bên trong nó có những thành cái gì. Phần gì. Đúng rồi, thưa quý vị, thì ở trong đây thứ nhất là Thủy Vy còn nhớ không? Trong đây chúng ta có gọi là đậu đen, một cái loại đậu đen nó có cái chất isoflavone, nó kích thích cái hormone của phái nữ của chúng ta. Thì khi mà chúng ta uống cái này vào thì nó làm cho người phụ nữ của chúng ta điều hòa máu huyết vào lúc ban đêm và làm cho làn da chúng ta cũng tươi trẻ, oxy hóa lại cái cơ thể của chúng ta. Bên cạnh đó, tại sao mà nó lại kết, nó có cái gừng đỏ đó Thủy Vy? Gừng đỏ, kính thưa quý vị, gừng đỏ, nói tới gừng đỏ thì là Thủy Vy cũng đã tìm hiểu rất là kỹ, kính thưa quý vị, bởi vì gừng đỏ có tác dụng là đẩy các cái mỡ thừa, làm các cái mỡ thừa đi ra ngoài, đẩy đi cơ những thể cái độc tố. Đúng rồi, kính thưa quý vị, đi ra ngoài cơ thể chúng ta. Đó là cái yếu tố thứ hai, cái công dụng tuyệt vời thứ hai của trà Charmin, đó là đào thải độc tố ra ngoài cơ thể.
vừa rồi Thúy Hằng vừa giới thiệu đến quý vị là giảm cân, và Thúy Vi bây giờ giới thiệu đến quý vị yếu tố thứ hai là đào thải tất cả những cái cặn bã lâu năm tích tụ trong cơ thể chúng ta. Và khi chúng ta đào thải tất cả những cái cặn bã ra ngoài, nghĩa là chúng ta làm cho cơ thể chúng ta sạch sẽ, chúng ta sẽ hấp thụ được tất cả các dinh dưỡng mà chúng ta nạp vào cho cơ thể. Đúng và cái rồi. Điều thứ hai nữa thưa quý vị, khi quý vị đào thải những cái cặn bã ra ngoài cơ thể rồi, sẽ giúp cho làn da chúng ta trở nên sáng trắng mịn màng một cách tự nhiên. Và yếu tố quan trọng nữa khi quý vị đào thải, nghĩa là quý vị không còn cái chứng khó chịu, đó là chứng táo bón. Và khi mà chúng ta bị táo bón làm chúng ta không thể nào có một cái nhân dáng đẹp, mà chúng ta thấy rất là cụ thể khi mà sau khi mà chúng ta đi đại tiện xong là cái bụng tự nhiên nó xẹp rất nhiều, đó là đúng rồi, đúng nó, rồi mình trong cái tâm trạng của mình nó cũng cảm thấy dễ chịu hơn, không có cáu gắt. Đó là cái điều mà thực tế mà chúng ta có thể cảm nhận được khi mà chúng ta uống trà Jasmine. Ngoài ra quý vị biết không, mà như Thúy Hằng đã lưu ý với quý vị là trà Jasmine còn có tác dụng là chống lão hóa. Đúng tất rồi. Cả quý chị em chúng ta không chỉ phái nữ đâu, kính thưa quý vị, quý ông cũng vậy, cũng không muốn mình già người. Đi đúng không? Và chắc nhưng mà một cái điều sự thật rất là phũ phàng là mọi người cũng phải bị lão hóa theo thời gian mà thôi. Nhưng mà khi quý vị uống trà Jasmine, tức là quý vị làm chậm cái quá trình lão hóa của chúng ta, làm chúng ta già chậm một chút. Đúng đó rồi. Đó là cái điều mà Thủy Vi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Đúng rồi, khi mà Thủy Vi nói với quý vị là chúng ta chống lại cái sự lão hóa, vì bên trong nó có một cái loại dược thảo đã ghi nhận, đó là Candlebush thưa quý vị. Cái Candlebush đó được ghi nhận từ 1300 năm về trước ở khu vực Đông Nam Á, với cái tác dụng là làm cho mát gan nhuận tràng của chúng ta. Thành ra khi mà chúng ta uống cái loại trà này sẽ giúp cho chúng ta có được một cái cơ thể thanh lọc nhẹ nhàng, và đồng thời nó oxy hóa cái cơ thể chúng ta trẻ hơn, trẻ lâu hơn quý vị. Và đồng thời nữa, một cái điều mà Thúy Hằng rất là thích ở trong đây quý vị, đó là nó có cái hoa dương tử, một cái loại hoa gọi là tú cầu. Trong cái loại hoa đó nó mang một cái vị ngọt thanh, nó không có làm cho gây nên cái chất béo trong người cho chúng ta. Thì Vi cũng biết là mỗi lần mà chúng ta tới một cái giai đoạn nào trong tháng thì tự nhiên chúng ta thèm ăn nhiều lắm, phải không? Nhiều khi ăn rồi nhưng mà vẫn cứ muốn ăn, vẫn cứ mà không có thể control được. Thì trong cái loại này nó có cái hoa dương tử đó, nó làm cho chúng ta bớt đi lại cái sự thèm ăn đó, có phải không Thì Vi? Chính vì vậy mà giảm cân. Đúng rồi đó. Và Thì Vi cũng bổ sung thêm cho quý vị rằng là hoa dương tử có trong trà Jasmine nha, kính thưa quý vị, giúp cho quý vị còn quân bình cái lượng hormone của người phụ nữ trong cái ngày tháng đó. Đúng rồi. Hoặc là các cái vị lớn tuổi nào mà chúng ta tới cái thời kỳ mãn kinh hoặc là tiền mãn kinh, khi chúng ta uống cái sản phẩm trà Jasmine này làm chúng ta quân bình cái hormone của chúng ta lại, giảm bớt đi cái sự cáu gắt giận hờn vô cớ, phải không chị Thúy Hằng? Ông chồng nào mà thương vợ xin hãy mua ngay cho mình thì có phải không Thủy Vi? Đúng vậy, kính thưa quý vị. Và đồng thời nữa đó Thủy Vi, một cái điều mà rất là quan trọng trong suốt thời gian qua thì quý vị cứ hay gọi vào, quý vị hỏi nhân viên của công ty High Limit là trời ơi cái này uống vô, thường thường trà rất là cần cái giấc ngủ để mà đi ngủ, để ngày mai đi làm, mà uống trà vô thì làm sao mà ngủ Thủy Vi? Quý vị đừng lo, chị Thúy Hằng đừng lo, bởi vì trong trà Jasmine giúp chúng ta vẫn ngủ được ngon, bởi vì có tính chất là theo Thủy Vi biết là trà đỏ đó, trà chị đỏ, trà rồi. Đỏ đó chị Thúy Hằng, trà đỏ là một cái loại dược thảo từ Nam Phi, giúp cho chúng ta ngủ sâu hơn. Và ngủ, khi mà chúng ta ngủ sâu chắc chắn rằng là cái điều mà quý vị thấy nhanh nhất đó là sau khi một cái giấc ngủ sâu, quý vị cảm thấy tinh thần mình sảng khoái hơn, da mặt mình căng đẹp một cách tự nhiên, đúng rồi, chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn nữa. Và đó là những cái lý do mà Thúy Hằng cùng với Thủy Vi ngày hôm nay giới thiệu đến quý vị trà Jasmine rất đặc biệt của công ty High Limit. Và quý vị muốn order thì quý vị phải vào trang nhà thuyhangshop.com hoặc gọi phone ngay nha, kính thưa quý vị, 714-331-4703, hoặc là quý vị có thể ở tiểu bang xa ở Canada, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 1-800-429-1506, 1-800-429-1506, để mang về trong gia đình, người thân của mình, chính mình, để có được một giấc ngủ ngon, lại có được một vòng eo thon thả mà giữ được cái cơ thể, chống lại cái sự tàn phá của lão hóa, có phải không Thủy Vi? Chính xác. Và một điều nữa Thủy Hằng quên, và Thủy Vi quên đó là trong đó nó có chất xả, đó là lý do tại sao giảm stress. Trong cái cuộc sống chúng ta lúc nào cũng có cái sự stress, rồi chúng ta lo về sự lão hóa. Thành ra ngay bây giờ loại trà Charmin Tea đã trong thời gian qua mà công ty High Limit đã có, thưa quý vị, không có bất cứ một phản ứng
phụ nào hết trong thời gian mà quý vị đã sử dụng. Thành ra ngay bây giờ với số điện thoại là 714-331-4703, kính mời quý vị. Và đồng thời bên cạnh đó, Thủy Vi thì không những là chỉ có trà không, kính thưa quý vị, thì chúng tôi còn có nào là những cái hàng mà Thúy Hằng rất là thích, đó là kem tan mỡ. Quý vị ơi, khi mà mình đã giữ trong cái cơ thể cho cái tinh thần sảng khoái, cho giấc ngủ được ngon, thì chúng ta có được một cái gương mặt đẹp, trong sáng, lành mạnh cho sức khỏe. Thì đồng thời nữa, bên ngoài đôi khi những cái mỡ đó rất là khó để mà break nó. Vâng, thưa quý vị, nếu như những cái sản phẩm nào mà Thủy Vi giới thiệu quý vị mà chưa có thể hiện cái sự mạnh mẽ, thì đây là một cái sản phẩm mà Thủy Vi phải rất là mạnh mẽ để mà giới thiệu đến quý vị khán thính giả khắp mọi nơi. Báo cáo cùng quý vị, đây là big fan của 7 Brick Gel, đó là Thủy Vi, có phải chính không nào? Chính xác, thưa quý vị, cảm ơn chị Thúy Hằng đã quảng cáo cho Thủy Vi. Vâng, kính thưa quý vị, Thủy Vi rất mê sai cái sản phẩm là 7 Brick Day của cái công ty Halimic này, cái gel tuyệt vời, amazing, phải nói là cái từ là amazing, kính thưa quý vị, bởi vì chỉ trong vòng 7 ngày thôi là quý vị đã thấy được cái sự hiệu quả của cái sản phẩm gel giảm mỡ này, kính thưa quý vị. Quý vị biết không, đây là một cái sản phẩm mà khi quý vị bôi vào không những là làm quý vị đánh tan đi hết những cái phần mỡ mà đáng ghét. Nhưng mà Thủy Vi ơi, còn Thúy Hằng, riêng Thúy Hằng ngày hôm nay thì Thúy Hằng khoe với quý vị, đây là một cái sản phẩm mà Thúy Hằng gần đây lại rất là thích. Ngày xưa Thủy Vi có nhớ là Thúy Hằng thích là Mimi Wonder Patch, có nhớ không? Đúng Mimi rồi. Mimi Wonder Patch, nhưng mà ngày hôm nay thì Thúy Hằng rất là thích gọi là Lolo Skinny Patch. Tại sao nó có cái điều mà làm cho Thúy Hằng mê say nó, kính thưa quý vị? Đó là nó làm, nó có vừa ngay cái bụng của mình dán lên, xong đồng thời nó có hai bên này, đó là những chỗ là đúng. Tức là dán luôn là dán phần luôn eo của mình. Ngày xưa cái mini pack đó nó chỉ có ngay cái bụng thôi, đúng, chỉ là ngay không? Cái phần bụng thôi. Đúng rồi. Mà bây giờ cái Lolo slim pack xin thưa quý vị là giúp cho quý vị làm thon gọn luôn cả cái eo nữa, đúng không? Rồi. Đó là cái điều mà chị Thúy Hằng mê say, phải đúng không? Đúng rồi, Thúy Hằng rất là mê say. Thành ra quý vị nào đã sử dụng Mimi Wonder Pack ngày hôm nay, hãy gọi vào ngay qua số điện thoại là 714-331-4703 để quý vị tìm những cái loại Lolo Skinny Pack, kính thưa quý vị, để mà chúng ta một số quý vị khán thính giả rất là buồn phiền vì nói là cái bụng bây giờ ok rồi, nhưng mà còn hai bên này thì phải làm sao? Thì quý vị đừng lo lắng, hãy sử dụng Skinny Pack Lolo này, đã có rất nhiều hiệu quả, nó hình như là nó mạnh hơn cả Mimi Wonder Pack nữa, kính thưa quý vị. Thành ra ngay bây giờ qua số điện thoại là 714-331-4703. Đó là những sản phẩm mà ngày hôm nay Thủy Vi và Thúy Hằng gửi đến quý vị. Nhưng mà đồng thời nữa, một trong những cái dược thảo mà quý vị chưa có dùng qua, nếu mà quý vị chưa dùng, thì đây là 7 Brick Slim Peel. Không những là vì công ty đã có cái 7 Brick Gel nó quá hiệu quả đi, cho nên đã chúng ta đã có thêm một cái loại dược thảo để mà chúng ta uống một ngày hai viên buổi sáng, hai viên buổi chiều, trước bữa ăn, kính thưa quý vị, trước bữa ăn, quý vị nhớ nha, trước bữa ăn uống xong, thì chúng ta ăn thì nó làm cho giảm bớt đi cái sự ăn uống của chúng ta, cho sự thèm ăn của chúng ta trong ngày. Đồng thời nó làm chúng ta uống nhiều nước để chúng ta tẩy đi những cái độc tố trong người chúng ta. Đây là một loại thuốc mà Thúy Hằng rất là thích, với hai viên buổi sáng, hai viên buổi chiều, với cái giá là 59 đồng. Ngay bây giờ mong rằng quý vị sẽ gọi vào, vì khi mà nói đến về thẩm mỹ, về thân hình thì tất cả mọi người chúng ta rất là lo lắng. Nhưng mà có nhiều cái câu hỏi, rất là nhiều quý vị khán giả gọi vô nói rằng là tôi uống cái này nó cũng chưa có hiệu quả lắm. Thì vì thế không, đa phần thì tất cả mọi người chúng ta muốn là ngày hôm nay uống xong thì chừng 2-3 bữa sau là đợi hiệu quả, phải đẹp liền cơ. Đúng rồi. Kính thưa quý vị, nếu như mà muốn đẹp liền đó, thì không còn gọi là dược thảo nữa. Đúng mà rồi. Sẽ gọi là thuốc tiên. Đúng rồi. Kính thưa quý vị, mà nếu nói về thuốc thì chắc chắn là không bao giờ là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đúng nhưng rồi. Mà kính thưa quý vị, nếu như quý vị đang tìm những cái sản phẩm mà organic, an toàn, coi như là an toàn, thì quý vị phải vào trang nhà, đó là thuyhangshop.com, hoặc là quý vị có thể gọi điện thoại cho nhân viên của công ty Halimic, có cơ hội giải thích, giới thiệu đến quý vị những cái sản phẩm tuyệt vời của công ty. Số phone một lần nữa là 714-331-4703. Và đồng thời một tin vui gửi đến tất cả quý vị khán thính giả nào ở Garden Grove, ngay trong chợ Sài Gòn ở trên lầu 2, kính thưa quý vị, địa chỉ là 10131 Westminster Avenue, phòng 208, Thúy Hằng Shop. Ở đó quý vị sẽ đến tận nơi để chuyên viên của chúng tôi có thể giải thích tận tình sử dụng thuốc như thế nào và cái loại dược thảo nào để giúp cho chúng ta, tất cả những câu hỏi để giúp cho chúng ta có được vòng eo thon thả. Quý vị nhớ nhé, thuyhangshop.com. Cầu chúc cho quý vị có được một thân hình thon gọn
gọn, nhanh nhất kính thưa quý vị với thuyhanshop.com. Thủy Vi và Thúy Hằng mến chào tạm biệt quý vị và mến chúc quý vị luôn nhất dáng ghi da, và thứ ba khuôn mặt luôn luôn được trẻ đẹp như ý.